Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định được việc liên kết tiêu thụ nông sản là một nhân tố quan trọng và trọng tâm giúp doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, giao thương. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức nhiều hội chợ triển lãm và hội chợ chuyên ngành. Hà Nội đã liên kết được với 28 tỉnh, thành phố và trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước để đưa khoảng 300 loại sản phẩm nông sản phục vụ cho người tiêu dùng tại thị trường thủ đô. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet cho biết, từ năm 2014 đến nay, chương trình liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản ở thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả. Hà Nội đã liên kết với Cục và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương như hội chợ giống vật tư, thiết bị và sản phẩm nông nghiệp, hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề, hội thảo kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất doanh nghiệp của Hà Nội với các tỉnh thành phố v.v. Qua đó, các hoạt động xúc tiến thương mại này mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và cả doanh nghiệp. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành liên quan để làm tốt khi công tác xúc tiến thương mại nhằm công ty chức phân phối ra các cái đối tượng tiêu dùng như các nhà hàng cao cấp, các khách sạn 4 sao, 5 sao cũng như là tổ chức phân phối ra phục vụ cho đông đảo người tiêu dùng thông qua các đại lý, thông qua các cửa hàng siêu thị tiện ích trên địa bàn của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Có thể nói, hoạt động xúc tiến thương mại đã giúp sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn tới tận tay người tiêu dùng thủ đô cũng như giữa thủ đô với các địa phương. Chúng tôi đã có rất nhiều những cái doanh nghiệp và liên kết được với nhau để chúng tôi có những cái thông tin trao đổi, không những để trao đổi về sản phẩm và trao đổi về vấn đề về sản xuất cũng như là trao đổi về cái kết nối giao thương với nhau trong những cái dịp tới. Chúng tôi cũng chủ động mỗi tháng có từ 3 đến 5 chuyến hàng lưu động tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo cho người dân có sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một đơn vị cung cấp thực phẩm hàng hóa cho trên địa bàn thủ đô. Ngoài ra, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay cũng đã tác động tích cực tới doanh nghiệp trong vấn đề xử lý môi trường, đảm bảo vệ sinh, phát huy và bảo tồn nguồn gen quý trong chăn nuôi và trồng trọt. Cái chỗ chúng tôi này là con gà mía, chúng tôi làm từ năm 2005, nó có cái thương hiệu và cái chất lượng của thương hiệu thì mọi người đã biết rồi. Đấy là cái chất lượng rất tốt, đa số bà con là các hợp đồng khách hàng, các nông hộ là đến đây mua luôn. Một mặt chúng tôi cũng là cái tuyên truyền giới thiệu thêm cho họ biết về giống, các đi những cái tham gia những cái hội chợ, tham quan một số nơi và là tổ chức những cái hội nghị hội thảo để cho người ta biết đến về con gà mía. Sản xuất con giống thì chúng tôi là tuân theo quy trình là rất nghiêm ngặt. Là từ cái khâu chọn giống ban đầu, sau chăn nuôi gà hậu bị bố mẹ, sau đó cho vào ấp ra, xong là đóng hộp là kiểm dịch, sau đó là xuất ra thị trường, thế là hoàn toàn theo quy trình của chăn nuôi. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, cũng phải thừa nhận một điều rằng chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa đủ mạnh nên chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng vào lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, để thúc đẩy kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản giữa các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp của Hà Nội với các tỉnh thành phố trong thời gian tới, cần tăng cường công tác thu thập tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin trong và ngoài nước liên quan đến thương mại và đầu tư nông nghiệp về cơ sở sản xuất tiêu biểu, doanh nghiệp tiềm năng, sản phẩm đặc trưng vùng miền, cơ hội giao thương và thông tin thị trường. Đề xuất phối hợp với giữa Sở Nông nghiệp và Sở Công Thương và Sở Tài chính và các sở liên quan là có những cái bình chọn, tuyển chọn những cái doanh nghiệp mà làm ăn tốt, có hiệu quả. Chủ tịch sở cũng đã hàng năm là có hợp tác với những tỉnh miền núi và một số tỉnh miền Trung để làm sao mà có cái sự hợp tác là gì, trao đổi về vấn đề những cái sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Với dân số gần 7 triệu người, thủ đô Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế thương mại và là thị trường tiêu thụ lớn của cả nước. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản vẫn sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan chức năng trong thời gian tới. Để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thủ đô và cơ sở sản xuất, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển thị trường.